chào mừng anh em quay trở lại với Tokyo Go. Và đợt dịch Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến khá là căng thẳng. Vậy nên việc chúng ta cải thiện sức khỏe cũng như là theo dõi, bảo vệ sức khỏe của mình, tăng sức đề kháng, chống chọi với đại dịch là việc không thể bỏ qua đối với mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một thiết bị có thể theo dõi sức khỏe rất đáng đồng tiền bát gạo đến từ nhà Garmin. Đó chính là chiếc Garmin Forerunner 55, phiên bản kế nhiệm của Forerunner 45. Bắt đầu thôi. Lens của bạn bị mốc, màn hình bị sai màu, bạn cần dán skin mà chưa biết tìm ở đâu? Hãy đến ngay Tokyo Camera. Ở đây chúng tôi có những dịch vụ, nơi khác tính phí chúng tôi lại free. Cần nét lens free, khử mốc lens free và cần màn hình cũng free. Ngoài ra còn dán skin máy ảnh mà mờ cực dính. Hãy đến ngay với Tokyo Camera để được chúng tôi chăm sóc như chăm em bé. Link dưới phần mô tả. Đầu tiên nói về ngoại hình thì chúng ta có thể thấy Forerunner 55 có thiết kế khá là tương đồng so với phiên bản tiền nhiệm là 45. Mặt đồng hồ có kích thước là 42mm, cùng với đó là màn hình hiển thị 1,02 inch, giúp chúng ta có thể theo dõi được những thông số trên này khá là rõ ràng. Mà nó cũng không bị to quá khiến chúng ta có cảm giác cồng kềnh khi mà đeo trên tay. Nói về độ gọn nhẹ thì mình đánh giá cực kỳ cao dòng Forerunner của nhà Garmin. Bởi vì khi mình đi đeo trên tay ấy, nó có cảm giác như là đang không đeo cái gì cả. Nó quá nhẹ, và thêm vào đó nữa là nó không gây cho mình cảm giác khó chịu khi mà mình ra mồ hôi, nó cũng không bị bó sát vào đâu. Đều cực kỳ là thích luôn. Quay trở lại về phần thiết kế thì cả hai phiên bản này đều có thiết kế là vỏ bằng nhựa, và kèm theo đó là mặt trên được trang bị kính Godzilla, có khả năng là chống nứt, chống vỡ khi mà anh em va đập mạnh hay là bị rơi. Nhưng mà tất nhiên vẫn có nhiều điểm khác biệt trên hai phiên bản này. Ở đây anh em có thể thấy rõ thiết kế của Forerunner 55 cảm giác nhìn vào rất là khôn. Và thiết kế mặt lưng cũng như là dây đeo này, nó có thiết kế giống với những phiên bản cao cấp hơn như là Forerunner 945. Một điểm cộng trên Forerunner 55 mà mình chắc chắn rằng anh em đều thích, đó chính là được trang bị ngàm đeo Quick Release, giúp anh em có thể thay dây một cách dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, không như ai đấy ý. Vì là một thiết bị đeo có thể hỗ trợ cho các bạn về việc luyện tập cũng như là cải thiện sức khỏe, vậy nên nó sẽ hỗ trợ những ứng dụng thể thao dành cho chạy bộ, đạp xe, theo dõi trong nhà hay là chạy bộ trên máy tập cũng như là yoga vân vân. Bên cạnh đó thì việc theo dõi tổng thời gian, quãng đường, tốc độ, nhịp độ và nhịp tim trong quá trình luyện tập cũng được đưa vào. Theo dõi căng thẳng này, đếm bước chân, đếm lượng calo tiêu thụ và số phút các bạn tập với cường độ cao và theo dõi giấc ngủ trên chiếc Forerunner 55 này đều có. Được hỗ trợ định vị 3 tần số là GPS, GLONASS và Galileo, giúp các bạn ghi lại chính xác các lộ trình mà mình đã chạy. Và một tính năng không thể không nhắc đến đó chính là đo nhịp tim Garmin Elevate. Tính năng này có thể phát cảnh báo cho các bạn nếu các bạn có nhịp tim ở mức độ quá cao, để chúng ta có thể điều chỉnh lại cường độ tập luyện của mình. Bên cạnh đó thì các bạn có thể lên kế hoạch luyện tập thích ứng Garmin Coach hoàn toàn miễn phí. Và chúng ta còn có thể đồng bộ với điện thoại thông minh. Đồng hồ sẽ dựa vào tình hình sức khỏe cũng như là thời tiết để đưa ra những bài tập gợi ý phù hợp cho bạn mỗi ngày. Về thời lượng pin thì Forerunner 55 đã được nâng cấp khá là nhiều và có một con số cực kỳ ấn tượng. Nếu chúng ta chỉ sử dụng như những smartwatch bình thường, thời gian sử dụng lên tới 14 ngày. Và nếu chúng ta bật tất cả GPS lên thì chúng ta sẽ sử dụng được trong khoảng 20 tiếng liên tục. Ngoài ra tính năng Pace Pro cũng được đưa vào chiếc Forerunner 55 này, giúp chúng ta lên kế hoạch để hoàn thành cự ly ban đầu như là 5km này, lên đến 10, 21, 42. Bên cạnh đó chiếc đồng hồ này cũng được thêm vào những tính năng vô cùng độc đáo, đó là dự đoán cuộc đua, cảnh báo nhịp chân cũng như là guồng chân, cố vấn phục hồi, tư vấn thời gian nghỉ ngơi để cho các bạn bắt đầu bài tập tiếp theo một cách hợp lý hơn. Đa dạng cấu hình thể thao mới, bơi trong hồ hay là Pilates, nó sẽ bao gồm bơi trong hồ với những các chỉ số như là khoảng cách này, thời gian và nhịp tim trong quá trình mình bơi, khá là ấn tượng đúng không nào? Và cuối cùng, nó có thể theo dõi sức khỏe cho phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt hay là thai kỳ, ghi lại nhật ký các triệu chứng cũng như là bài tập, kiến thức dinh dưỡng để có thể chăm sóc bản thân tốt hơn trong chu kỳ của mình. Và trên đây là video đánh giá nhanh trên tay nhanh chiếc Forerunner 55 này. Anh em có thấy đáng tiền không? Nhớ comment ở phía bên dưới nhé. Và link của sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.